Chào mọi người, tôi là Ti Phạm. Hôm nay các bạn thấy đó, tôi mặc đồ khá lịch sự, áo vest, áo sơ mi này nọ, mang về tay này đấy kia. Tại vì hôm nay là ngày khá đặc biệt, đó là ngày 26 tháng 1, ngày Quốc khánh Úc. Tuy nhiên không phải vì hôm nay là ngày Quốc khánh Úc mà tôi mặc đồ lịch sự như thế này đâu, mà bởi vì hôm nay là một ngày mà tôi chính thức có được tờ giấy này. Đây là tờ giấy chứng nhận Australian Citizenship. Trên này là có tên của tôi và ngày tháng năm sinh. Và cái ngày cấp đó là ngày 26 tháng 1 năm 2020. Wow, bật mí cho các bạn thấy một biết một điều, đó là tôi qua Úc vào ngày 28 tháng 3 năm 2008. Và đến tận hôm nay 26 tháng 1 năm 2020, tôi mới chính thức đổi màu passport. Và là một thời gian khủng khiếp, quá dài. Nó có đáng với những gì mà nó bỏ ra hay không? 12 năm nha, rất là lâu đó. Vậy thì tôi đã làm cái gì? Các bạn cùng theo dõi nha. Đây là lớp 12. Thì lớp có 40 người là mình hạng thứ 38. Đó là 12 thôi, còn cả năm là hạng best đó. Thậm chí là cái môn Anh văn của mình lúc đó là 6,3 cả năm. Cơ bản là cũng là best lớp luôn. Ở thời điểm đó mà các bạn nhìn vào cái phiếu liên lạc này á, các bạn sẽ thấy là coi như là tương lai là thằng này là chết rồi, không thể cứu vãn được nữa. Ngay cả tôi thời điểm đó là tôi cũng không nghĩ là tôi sẽ làm được cái gì sau này. Với một thành tích học tập tệ hại như vậy thì chỉ có một cách duy nhất là tống tôi ra nước ngoài thôi. Cho nên tôi lên đường đi du học. Thời gian đầu thì nó rất là tệ tái. Bố mẹ chuyển cho tôi khoảng 3.000 đô, với một lời dặn là xài xong hết 3.000 là thôi dẹp, tự kiếm ăn. Cho nên tôi phải ăn uống rất là tiết kiệm trong thời gian đầu. Mà trước đó thì đâu biết nấu ăn gì đâu. Thực tế thì trong 3 tháng ngoài cái việc ăn uống tiết kiệm ra thì tôi chỉ có lo chơi game thôi. Cứ đi học về là chơi game, chơi game suốt. Đó là nguyên nhân chính khiến cho việc học hành của tôi ở Việt Nam nó sa sút. Nhưng mà bỏ nó không có dễ tí nào hết. Cho đến khi tiền trong tài khoản bắt đầu nó vơi dần đi thì bắt đầu mới biết lo làm cách nào để kiếm tiền này, làm cách nào để sinh tồn đây. Từ lúc đó hành trình lột xác nó bắt đầu. Năm 2008 đến năm 2010 thì mình đã phải kinh qua rất là nhiều công việc khác nhau, đều là những công việc tay chân thôi. Từ những cái công việc ví dụ như là bán cá, khiêng bia, rồi làm nhà hàng, làm bánh mì, lóc gà, làm trong nhà máy. Nói chung rất là nhiều công việc khác nhau. Thậm chí là cái thời mà mình làm farm phải làm dưới cái nắng 40-45 độ mà đã vậy còn bị quỵt tiền nữa. Thì đa phần là mình làm đúng giờ, tại vì bên Úc họ chỉ cho làm 20 giờ một tuần thôi. Cho nên là đa phần là mình làm từ 40 đến 50 giờ một tuần. Toàn là làm lỗ không à. Những công việc mình là những công việc không có trả thuế. Cho nên là chủ khi mà họ biết được cái thế của mình, họ sẽ ép, họ sẽ trả lương rất là thấp. Nhưng mà cũng phải làm thôi. Tại vì đó là cách duy nhất là mình có thể tự mình nuôi sống bản thân mà không cần phải nhờ đến tiền của gia đình. Rồi kiếm được tiền, rồi mình phải tiết kiệm tiền nữa. Tức là ăn uống tiết kiệm, rồi đi lại thì hồi đó là mình đi xe máy. Qua bên này thì mình không có đi xe lửa. Ở bên Melbourne thì cái chi phí mà đổ xe dành cho xe máy rất là rẻ. Cho nên lúc đó mình chuyển qua mình đi xe máy. Và nhà thì mình không có ở mấy cái nhà mướn, đa phần là mướn căn nhà lụp xụp. Ở là ở phòng khách, rồi ở nhà kho để chủ yếu là tiết kiệm tiền. Thì trong những cái năm đầu mà mình sống bên đây thì rất là cực, vừa đi học vừa đi làm rồi phải tiết kiệm, nhưng mà vẫn tồn tại được, vẫn để dành được một chút ít. Cái thời điểm đó thì gia đình giao cho mình một cái nhiệm vụ, đó là học xong là phải ở lại hoặc là làm cách nào đó để kéo thời gian ở lại lâu hơn. Tại vì mình là đứa đầu tiên đi qua Úc, sau mình là còn có thêm mấy đứa em ruột rồi mấy đứa họ, nói chung là nhiều lắm. Cho nên là vẫn muốn mình ở lại để ít nhất là có một cái sự an tâm cho những đứa qua sau này để có thể định cư. Thì Úc có một số cách. Một trong những cách đó, cách phổ biến đó là các bạn phải học giỏi. Các bạn học một cái ngành nào đó mà chính phủ Úc người ta cần. Ở đó, ở Úc thì lao động nó thiếu á, thiếu trong cái ngành đó, bạn học đúng cái ngành đó. Sau đó cộng thêm cái điểm Anh văn IELTS, tuổi, kinh nghiệm, thế này thế kia, cộng lại đủ điểm thì bạn sẽ có được thường trú nhân. Nhưng cái vấn đề, cái cách này á, thì nó tương đối nó khó đối với mình. Tại vì mình lo mình đi làm không à, đi thi mà chỉ cần pass qua được cái môn nào là mừng môn đó rồi. Cho nên là đi theo cái đường này thì gần như là mình không làm được. Thì ngoài cái cách đó ra thì sẽ có những cách khác. Cách này tương đối nó khó hơn nhưng mà nó thiết thực với mình. Mình sẽ đi kiếm cái công việc nào mà nó đúng cái ngành mình học. Cái công ty họ phải bảo lãnh cho mình
như là cam kết với mình, như là ký hợp đồng làm việc full time 2 năm. Thì nếu mình có được cái hợp đồng đó, họ bảo lãnh cho mình, họ sponsor cho mình á, thì mình sẽ có được cái thường chủ nhân. Thì cuối cùng thì mình cũng kiếm được vào năm thứ 3. Thời điểm đó thì mình học về cái ngành multimedia, cho nên là mình kiếm một cái công việc nó liên quan đến thiết kế. Thì lúc đó mình kiếm được một cái xưởng in, chủ họ cũng hứa là họ sẽ bảo lãnh cho 3 người lận. Tuy nhiên là họ biết cái hoàn cảnh của mình là mình cần họ, cho nên là họ ép dữ lắm, làm thì rất là nhiều, lương thì rất là thấp. Chỉ có điều là họ trả thuế cho mình để chứng minh là mình có làm việc cho họ. Sau đó thì khoảng 1.5 năm thì không đạt kết quả gì hết. Thực tế là họ cũng không bảo lãnh cho ai hết. Cơ bản là lúc đó là hết cơ hội. Thật ra thì cái thời điểm mà mình làm ở cái sự kiện đó là mình cũng đã nghi rồi. Mình đã hình dung đến cái trường hợp xấu xảy ra, nó sẽ như thế nào. Thì mình cũng đã tương kế tự kế, để lỡ mà mình không đạt được cái mục tiêu này thì mình có một cái khác. Thời điểm đó mình nghĩ là mình kiếm được nhiều tiền, để lỡ mà học xong mà không ở lại được á, thì mình sẽ cầm cái số vốn đó về Việt Nam làm ăn. Lúc đó mình cũng làm việc cũng khá chăm chỉ nên cũng đã dành được khoảng 20.000. Thì mình có quen một đứa bạn, nó cũng đi buôn ban đầu để mình cho nó mượn để lấy lãi. Sau này cái mình kêu thôi khỏi lấy lãi đó, nhưng mà mày cho tao chơi chung đi. Thì cái nhóm mình khoảng 4 người, mỗi tuần tụi mình cầm khoảng 100.000, một cái bọc tiền 100.000 đi dòng vòng hết tất cả supplier, nói với tụi nó giờ tụi bay có bao nhiêu hàng tao mua hết. Thế là tụi mình gom hết hàng về, sau đó chia ra bán. Thời điểm đó mình vẫn đi làm nha, nghĩa là vừa đi làm vừa đi học vừa bán hàng online nữa. Trong vòng 4 tháng đầu tiên bán thôi, bán được 100.000 stock là khá nhiều đó các bạn, thì mình trở thành power seller trên eBay. Nhưng sau đó một thời gian thì thuế bắt đầu gõ đầu với mình, sợ mình phải đóng cái account eBay lại. Lúc đó mình bán theo một cái kiểu khác nhưng mà vẫn bán được. Cuối cùng thì sau 5 năm trời là trong tài khoản mình vẫn dư được 60.000 để làm vốn. Thì may mắn một điều là cái thời điểm mà mình chuẩn bị đi về Việt Nam á, thì ba mình qua dự lễ tốt nghiệp. For the Bachelor of Multimedia, Vu Tien Pham. Dẫn qua Sydney chơi thì gặp một cái người quen, thế là hai người gặp nhau. Thì mình tới mình cũng phỏng vấn như bình thường thôi. Thì mình cũng nói ra là khả năng em làm được như vậy như vậy, em cũng kiếm được như đây tiền mà không được online hay thế kia. Thì cái business của chị này là cũng có cái mạng online, mạng buôn bán online, và cũng có cái vị trí, cái ngành, đúng cái ngành học của mình. Thế là năm 2013 là mình chuyển qua bên Sydney, là mình kiếm được việc làm full time. Thì khi mà mình ở Sydney thì là có một cái cơ duyên khác nó xảy ra. Khi mà mình đi tới ngân hàng, mình mở bank account, thì ông ngân hàng ông mới nói với họ xem hồ sơ của mình, họ phát hiện mình có hợp đồng làm việc 2 năm, việc làm full time, cho nên là họ mới dụ mình mượn tiền ngân hàng để mua nhà. Thì lúc đó là mình không có biết vấn đề này đâu. Thì tại vì mình nghĩ là mình đang giữ cái working visa thôi, mình chưa phải là thường trú nhân hay là có quốc tịch gì cả, làm sao mình sở hữu được nhà. Nhưng mà mình được quyền mua một căn nhà để ở. Có điều là khi mà hết visa mà không ở lại được á, thì buộc lòng phải bán căn nhà đó, bất kể là giá thị trường bất động sản lúc đó nó như thế nào, tăng giảm không quan tâm, bắt buộc phải bán thôi. Thì nó chỉ có một cái vấn đề nhỏ chỗ đó thôi. Phần lớn số tiền mua căn nhà là mình đi mượn, mình chỉ bỏ tiền vô ít thôi. Trong đầu mình cũng nghĩ đến cái trường hợp là bây giờ mình mua nhà đó, mình phải làm cách nào đó để sử dụng cái căn nhà đó tạo ra cái thu nhập thụ động cho mình. May mắn làm sao đó mình tham gia đấu giá, thắng cái cuộc đấu giá đó mà mình mua được một căn nhà ở Biron. Mình có làm cái clip nó về cái sự kiện này rồi. Thì căn nhà đó mình mua vào năm 2013 với cái giá là 540.000 đô. Nhà nó cũ lắm, nhà nó gần như là bỏ tiền ra chủ yếu là để nó mua đất thôi, chứ mà mua nhà như là tặng gì đó. Nhà lụp sụp mà nó cũ rồi, nó hư tùm lum á. Thế là về là mình phải hè cổ ra mình sửa, rồi sánh tiền sửa cái là mình ngăn phòng luôn. Căn nhà đó là có 3 phòng, mình ngăn nó thành 6 phòng, xong mình cho sinh viên ta thuê, sinh viên hay những người đi làm. Bên này nó gọi là tiền mortgage, nghĩa là cái tiền mà lãi suất ngân hàng á, trả hàng tháng, là cái tiền mình cho thuê nhà là trả đích hết, thậm chí còn dư một chút ít nữa. Thì sau 1 năm thì mình quyết định là mình xây thêm nhà. Cái vấn đề nằm ở chỗ là mình đã đổ hết tiền vô căn nhà thì mình đâu còn tiền nữa đâu. Nhưng mà may mắn một điều là ở bên Úc này ngân hàng họ linh hoạt, tức là nếu mà căn nhà của bạn sau 6 tháng mà cái giá trị căn nhà nó tăng lên á, mình có thể mình mượn cái số tiền tăng đó, rồi hàng tháng mình chỉ cứ việc trả lãi cao hơn tí xíu thôi. Nhưng mà trả trong vòng 30 năm thì tính ra là mỗi một tháng bạn trả thêm có vài trăm đô thôi, nó không nhiều. Ở bên này họ gọi là refinance, mượn thêm được có 80.000 đó là không đủ. Thế là mình buộc lòng mình phải tự xây thôi. Thế là mình tự mày mò, vừa đi làm thời gian rảnh về một cái là đi lòng vòng coi những cái công trình xây dựng người ta xây như thế nào. Đây là bắt trước, nhờ những kinh nghiệm mà trước đây mình để đi làm cu li những công việc lao động chân á, nó giúp mình rèn luyện cái kỹ năng mình sử dụng dụng cụ xây dựng, rồi mình quan sát cái này kia, mình vẫn tự xây được. Tại vì vấn đề làm chỗ là mình chưa kinh nghiệm, mình chưa bao giờ xây nhà mà, cho nên là tương đối xây thì nó hơi chậm, thì kéo dài cũng khoảng 1-2 năm gì đó. Thì tới năm 2016 thì lúc đó cái visa của mình nó hết, thì mình quyết định là mình bán cái căn nhà đi. Tại vì nếu mà đợi mà hết visa mới bán á, thì lúc đó lỡ mà bất động sản nó đang rớt giá, bán không kịp là bị ép giá là chết. Mua 2013 với giá là 540.000 đô và bán năm 2016 với giá là 930.000 đô.
may mắn hơn các bạn. Và cũng cái năm đó khi cái visa, working visa của mình hết thì mình đủ điều kiện để lấy được thường chủ nhật, tức là xong hỷ luôn. 2016 là năm mình rất là thành công, vừa bán được nhà lời mấy trăm ngàn, rồi có lương thường chủ nhật, cho nên là mình cũng đã lên kế hoạch là một khi sau khi mình bán được cái nhà rồi, mình chỉ đến ban đầu chỉ đơn giản là gỡ lại vốn thôi, thì mình cầm số vốn này về thì mình sẽ làm cái gì ở Việt Nam. Ở Úc có một cái mô hình nó khá thành công, cộng với cái kinh nghiệm sửa nhà và xây nhà ở Úc thì mình đã nảy ra một ý tưởng, mình sẽ đem cái mô hình thành công đó về Việt Nam, ứng dụng ở Việt Nam. Đó là cái dự án đó, nó tên là Nhiệm Vụ. Sau khi có thường trú nhân thì các bạn phải chờ khoảng 1 năm theo luật cũ. Và bây giờ cái luật đó vẫn giữ nguyên, thì bạn mới được quyền thi quốc tịch. Nhưng mà mình chờ, mình thi xong rồi lại phải chờ rất là lâu. Thì trong thời gian chờ đợi như vậy thì nó có rất là nhiều cái trục trặc nó xảy ra. Nhưng mà cuối cùng thì nó đã xong và mình sẽ quay trở về Việt Nam để tiếp tục cái dự án của mình, cái dự án duy nhất. Thì tất cả cái kinh nghiệm của mình, vốn liếng của mình sẽ tập trung vào cái dự án đó. Thì hy vọng là các bạn sẽ ủng hộ. Thông qua cái câu chuyện định cư của mình thì mình muốn nhắn nhủ với các bạn trẻ một điều thế này, đó là cho dù bạn không có gì cả, bạn là con số 0, nấu không có nghĩa là bạn sẽ thua cuộc. Tại vì cuộc đời là một cái chặng đường rất là dài. Cái điều quan trọng đó là bạn phải quyết tâm. Bạn quyết tâm đi theo con đường mà đã chọn. Cơ bản là nhạy bén một tí xíu thôi, tận dụng những cái cơ hội mà bạn quan sát được, nuôi dưỡng nó. Thì dĩ nhiên là bạn phải đánh đổi rất là nhiều công sức, thời gian. Nhưng mà các bạn bắt buộc phải làm thôi. Tại vì các bạn không thể nào đổ thừa hoàn cảnh được. Các bạn sẽ may mắn. Dĩ nhiên cái may mắn đó nó không tự nhiên mà có đâu. Nó sẽ ở một thời điểm nào đó trong tương lai. Có điều là bạn phải đi tiếp tục đi con đường đó cho đến khi đụng được cái may mắn đó, tận dụng nó để thực hiện hóa cái mục tiêu của mình. Như các bạn thấy đó, tôi đâu có giỏi giang đâu. Xuất phát điểm của tôi là một học sinh hạng bét. Qua đây bỏ học, làm thì cũng chỉ me làm công việc cu li thôi. Nhưng mà tất cả những cái gì mà tôi làm nó đều để lại một cái bài học. Và mình không biết được rằng là trong tương lai mình sẽ có dịp mình sử dụng những cái kinh nghiệm đó. Thì các bạn cứ việc làm đi, rồi một ngày nào đó các bạn sẽ thành công. Hãy chia sẻ cái clip của tôi cho nhiều người khác cùng xem nhé. Hy vọng rằng là câu chuyện khởi nghiệp của tôi nó giúp cho các bạn có thêm niềm tin cuộc sống, giữ vững lập trường, đi đến cùng. Không đạt được cái này cũng sẽ đạt được cái khác. Vậy nha, tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong cái clip tiếp theo. Tôi là Tỳ Phạm. Sở dĩ là mình học đến 5 năm thật ra cũng một phần là do mình chơi chiêu. Chứ mình thì học nhanh hơn, nhưng mà do là những cái năm cuối đó mình muốn, tại vì kiếm được nhiều tiền quá cho nên là cũng cố chơi chiêu gì đó để kéo dài thời gian ra, kéo dài visa ra để kiếm thêm tiền. Thì mình chơi một cái bài đó là mình cứ lựa nào môn nào mà dễ nhất á, cái mình rớt. Thì cứ mỗi lần rớt một môn như vậy thì nó sẽ được extend visa ra thêm 6 tháng, nhưng mà chiêu đó giờ là không xài được nha. Là tại vì nhiều người chơi quá cho nên là chính phủ nó biết chiêu rồi. Nếu mà mình mà rớt nhiều quá trong vòng một trong cùng một môn á thì là họ sẽ không cấp visa nữa.